Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lực lượng vũ trang quân khu 5 tuần này. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Đỗ Bá Tị kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Tây Nguyên. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn quân khu 5. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Mãi mãi lòng chúng ta, ta bay ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát cùng quân hành ca. Vẫn hát cùng quân hành ca. Vẫn hát cùng quân hành ca. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 24 tháng 3, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương. Với truyền thống trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ, sau 40 năm giải phóng, thực hiện đường lối đổi mới và từ sau hơn 18 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Quảng Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng kinh tế và những lợi thế để xây dựng quê hương, đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được tăng cường và giữ vững. Tiếp đó, tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ và chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề Huyền thoại Mẹ. 40 năm qua, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi đã ra sức khắc phục những hậu quả chiến tranh và từng bước phát triển kinh tế xã hội, xây dựng an ninh quốc phòng vững mạnh. Diện mạo kinh tế xã hội ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số có những đổi thay cơ bản. Các khu công nghiệp lớn, trọng điểm kinh tế miền Trung tạo nên động lực phát triển cho nền công nghiệp của tỉnh. Tại Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, 29 tháng 3 năm 1975, 29 tháng 3 năm 2015, Ban Liên lạc Biệt động Thành Đà Nẵng vừa tổ chức buổi gặp mặt truyền thống. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành phố Đà Nẵng và hơn 700 đồng chí, nguyên là cán bộ chiến sĩ Biệt động Thành đang sinh sống trên địa bàn Quảng Nam Đà Nẵng đã đến dự buổi gặp mặt. Trong chiến tranh chống Mỹ, Biệt động Đà Nẵng đã tham gia gần 1.200 trận đánh lớn nhỏ, tạo được tiếng vang lớn. Là lực lượng hoạt động chủ yếu trong lòng địch, với phương thức tác chiến táo bạo và bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm, đã tiêu diệt được hơn 10.000 tên địch, tấn công và phá hủy hơn 250 xe quân sự, cùng các điểm quân sự chiến lược của địch lúc bấy giờ như các cơ quan đầu não, kho tàng quân sự. Đặc biệt, trận đánh của 7 dũng sĩ Thanh Khê với huyền thoại Mẹ Nhú Anh Hùng đã làm nên sự kiện chấn động lịch sử. Buổi gặp mặt là dịp để những chiến sĩ Biệt động tưởng nhớ và tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng đất nước, cũng như động viên nhau phát huy phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay góp sức xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với lực lượng dân quân tự vệ trên cả nước, lực lượng dân quân tự vệ quân khu 5 đã và đang không ngừng lớn mạnh và phát triển rộng khắp. Đặc biệt, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng dân quân tự vệ trên khắp địa bàn quân khu 5 đã được xây dựng với nhiều mô hình mới phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Những năm qua, Phòng Dân quân tự vệ đã chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng văn bản, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan địa phương triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với đặc điểm của cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh, công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn quân khu 5. Xã Gia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai,
một địa phương là vùng đệm của hành lang biên giới, giáp với nước bạn Campuchia. Có 90% dân số là đồng bào dân tộc ít người. Cộng với địa hình phức tạp, nên việc quản lý địa bàn gặp không ít khó khăn. Trước tình hình trên, lực lượng dân quân nơi đây được tổ chức tinh gọn, rộng khắp. Ngoài các trung đội cơ động và hỏa lực, xã chú trọng xây dựng lực lượng tại chỗ ở 13 trên 13 thôn. Từ năm 2005 đến nay, lực lượng dân quân đã phát hiện nhiều vụ xâm nhập vượt biên trái phép. Chiến sĩ dân quân đã thể hiện tinh thần gương mẫu, vượt khó, hỗ trợ nhau vươn lên, yên tâm công tác. Bảo vệ vững chắc địa bàn, giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương là chính bảo vệ gia đình, người thân của mình. Vì vậy mà chúng tôi luôn ý thức được nhiệm vụ, sẵn sàng có mặt làm nhiệm vụ khi được điều động. Hàng năm là huấn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng cho các đồng chí chiến sĩ trong lực lượng dân quân, thường xuyên thăm hỏi động viên và thực hiện cái chế độ chính sách đúng theo quy định. Chính vì vậy và anh em đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, làm tốt cái hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị đã được giao. Đối với tuyến biển, 2 năm qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được mô hình trung đội dân quân biển tập trung. Đây là những nỗ lực lớn của quận Sơn Trà và Thanh Khê, bởi đây là mô hình mới. Tuy vậy, nhờ chuẩn bị tốt về tư tưởng, tổ chức và huấn luyện, cùng với đó là việc đầu tư cơ sở vật chất, cấp ủy chính quyền địa phương lắng nghe cán bộ chiến sĩ phản ánh những khó khăn, qua đó có biện pháp tháo gỡ, tạo thuận lợi cho các trung đội bám biển dài ngày. Như vậy, các trung đội đã kết hợp tốt giữa hoạt động đánh bắt hải sản với việc nắm tình hình an ninh trên biển. Đây còn là lực lượng tiên phong trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Anh em đặt quyết tâm khắc phục mọi khó khăn ở trên tàu, chú ý học tập và rèn luyện để thực hiện đúng yêu lĩnh động tác. Khi thực hiện bài bắn thì đạt được kết quả tốt. Tự vệ mạnh thì công ty mới vững. Chính nhờ việc chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ mạnh gắn với phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng an ninh mà công ty Yến Sào Khánh Hòa đã nghiên cứu thành công các đề tài khoa học phát triển quần thể đàn chim yến trải dài từ Quảng Bình đến Côn Đảo. Để những đàn chim yến và tổ yến phong phú như hôm nay, người ta không thể không nhắc đến công lao đóng góp của các chiến sĩ tự vệ công ty. Các anh đã không quản ngại sóng gió, thời tiết khắc nghiệt, ngày đêm bảo vệ và phát triển đàn chim yến, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo, giúp ngư dân tránh trú bão, tìm kiếm cứu nạn. Và đây cũng chính là một trong số nhiều cách làm đã được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn quân khu 5 trong thời gian qua. Rõ ràng, việc chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng tổng hợp ngày càng cao là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Đây cũng là cơ sở để lực lượng dân quân tự vệ quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò, vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến làm việc với lãnh đạo và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Sở Chỉ huy Tiền phương Quân khu 5. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác biên phòng năm 2014 và những tháng đầu năm 2015. Thượng tướng Đỗ Bá Tị đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị đạt được, nhất là đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, xử lý nhanh có hiệu quả những vụ việc xảy ra trên địa bàn. Tổng tham mưu trưởng lưu ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2015 và những năm tiếp theo, các đơn vị cần tập trung quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước, nhất là nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị định 77 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng để xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng.
Trung đoàn Bộ binh 1 thuộc Sư đoàn 2 Quân khu 5 đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đơn vị được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 chọn tổ chức đại hội trước để chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với các đảng bộ cơ sở ở các đơn vị đổ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong toàn quân khu 5. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất khác, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ động đánh thắng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn phê bình, kiểm điểm những vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua, thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ trương giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020. Cục Chính trị Quân khu 5 vừa tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống đơn vị 22 tháng 3 năm 1947, 22 tháng 3 năm 2015. Hơn 60 vận động viên là thủ trưởng 4 cơ quan quân khu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan đơn vị thuộc Cục Chính trị đã tham gia thi đấu sôi nổi ở hai nội dung cầu lông và quần vợt. Sau 3 ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên thi đấu xuất sắc. Cũng trong dịp này, đoàn cơ sở Cục Chính trị Quân khu 5, công ty xây lắp Thành An 96 thuộc binh đoàn 11 đã đến thăm và tặng quà cho các em mồ côi khuyết tật tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng. Thông qua các hoạt động đã giúp cho tuổi trẻ các đơn vị hiểu hơn giá trị của tình yêu thương, sự sẻ chia, góp phần làm vơi dịu những mất mát của những trẻ em chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang quân khu 5 đã được ngày càng đổi mới, góp phần cổ vũ mạnh mẽ, đoàn viên thanh niên không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, lập nên nhiều thành tích mới, khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2015, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Thời nào cũng vậy, thanh niên chính là tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một bộ phận ưu tú của thanh niên cả nước, tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 5 trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều tỏ rõ niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Chiếm trên 80% quân số, thanh niên lực lượng vũ trang quân khu, từ cơ quan nghiên cứu đến đơn vị chiến đấu, từ hải đảo ngàn khơi đến biên giới xa xôi, từ nội địa hay trên đất bạn Lào, đều trở thành lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Để lực lượng đông đảo đó có điều kiện cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu đã chủ động tiến hành công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức nhiệm vụ và xây dựng nền nếp chính quy. Từ phong trào thanh niên quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, hay phong trào tuổi trẻ sáng tạo đến cuộc vận động thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy và thanh niên quân đội với văn hóa giao thông đã được Cục Chính trị Quân khu cụ thể hóa bằng chương trình 304 tốt. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng động cơ lý tưởng cho thanh niên, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trung tâm của cơ quan, đơn vị. Tuổi trẻ ở các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm chuyên môn hay nhà trường, doanh nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên đều sôi nổi đẩy mạnh phong trào rèn đức, luyện tài, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thanh niên đã cụ thể hóa thành những chương trình, những phong trào cụ thể, thiết thực. Thì từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều cái tấm gương tiên tiến của tập thể và cá nhân. Nó thể hiện một cái diện mạo mới
một cái sức lực, trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu. Mỗi cán bộ, mỗi đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang quân khu với hào khí của Ba Tơ núi Thành, của Vạn Tường Đắc Pơ, của Đắc Tô Tân Cảnh, của Đèo Nhông đường số 7 Nơ Trăng Long. Chắc chắn mỗi bạn trẻ trên bước đường hành quân vì chủ quyền biển đảo và sự bình yên của Tổ quốc sẽ ghi vào trang sử mới của lực lượng vũ trang quân khu những dòng chữ hoa chói ngời và rực rỡ chiến công mang tên tuổi trẻ trong thời kỳ mới. Chương mục lực lượng vũ trang quân khu 5 tuần này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này tuần sau.